tết nhẹ con CX-K50 là một khuôn mãi tháng em luôn mà mời em ha. Đó, quá đã luôn, em test thực tế để cho giới thiệu với anh em CX-K50 có mình làm cái máy dinh thái nha. Con này thì bị tình trạng là kêu máy, để xe này đi xe đi chạy ráp nha. Đó, em làm lại là full máy cho anh em luôn. Bây giờ em cho anh em thấy tiếng máy nha. Đó, máy em làm là bao êm ha, em ru cho anh em luôn để cho anh em chạy đi chơi nè, đi tour, đi phượt, đi làm ha. Đó, và đi chạy ráp chở hàng ha. Rồi, xe này thì em làm là full máy luôn. Đó, máy nổ là em ru, bao đúng chất ha. Em canh ở garanti là ở mức 1.400 vòng nha. Đó, không lớn quá mà cũng không nhỏ quá nha. Rồi, phần máy là em làm là full máy, em chẻ máy nè, thay tay gen, em đem lại Nhật nha. Riêng cái bộ dạng nồi thì mình nồi Thái đó, anh em mà chạy bị tình trạng là cắt côn không hết à, số nặng ghé bên em thì chuyên làm nồi Thái nha. Thay phun nguyên cặp dôm nồi nè, 5 bố 4 sắt và 4 con sâu nồi nha. Bóp côn là vừa nhẹ chạy rất bóc nha. Đó, phần lòng là em lên là bê tông bạc dinh Thái nha. Đó, thay phun tông bạc chất xe luôn, thay phun xe combo phun là 4 số ấp nè, làm 4 đồng tiền ha, và làm là 2 cam cho xe. Đặc biệt sinh cam thì em dùng là sinh cam DD Thái rất là bền nha. Đó, em reset lại phần xăng lửa ngọt ngào cho nha, máy nổ là em rung đó. Tết nhẹ phần máy cho anh em thằng luôn, máy làm giúp đây là có liền nha, không có chờ đợi nha. Đó, giúp là có ha, bao lực cho anh em. Đó, bên em thì có nhận mở tour luôn nha, anh em mà có nhu cầu mà chạy bốc mạnh thì ghé bên em có nhận mở tour vừa nè, tour tầm trung và tour lớn nha, bốc cho anh em ha. Đó, máy nha. Đó, con này thì em đã mở tour nhẹ vũ xe rồi để cho anh em chạy nhẹ xe ha, anh em đi phượt đường dài đó. Đó, anh em mà CX mà muốn làm máy làm nồi để cấp máy thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên em thì chuyên dòng Winner CX là chạy bốc em bền nhẹ nha. Rồi, em chào anh em. Tết nhẹ con CX-K50 là một khuôn mãi tháng em luôn mà mời em ha. Đó, quá đã luôn, em test thực tế để cho anh em cảm nhận nha. Máy em làm là em ru đó, em ru nhẹ bóc chủ xe ha, kéo vài đường để cho anh em tham khảo nha. Máy có huỳnh của thằng CX-K50, bên em thì chuyên Winner CX nha. Đó, có huỳnh làm một khuôn máy êm mạnh bền cho anh em ha. Đó, quá đã luôn, giọt bóc chủ xe liền full combo ha. Đó, em test thực tế để cho anh em cảm nhận lực máy luôn nha. Con này em làm là máy dinh Thái êm mạnh bền, con này đi được full mở tua là em mở tua tầm trung nha, tua vừa ha. Đó, em có nhận mở fast tua cho anh em luôn đó, để nhìn những em đam mê tốc độ yêu thích đi phượt nha. Đó, kéo vài đường để cho anh em tham khảo con Sonic làm full máy Thái ha, êm mạnh bền bóc ha, quá sướng luôn. Đó, làm xong em sẽ test thử cho anh em ha, và viết hóa đơn phiếu hành đầy đủ ha, để cho anh em chạy an toàn nha. Đó, rồi kéo về cho anh em tham khảo. Rồi, cảm ơn anh trai CX-K50 rất nhiều ha.